quyết chẳng phải vì bản thân để mau chứng niết bàn mà chỉ vì lợi lạc cho các hữu tình, Bồ Tát lấy sanh tử làm vui, chẳng lấy niết bàn làm vui. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát lấy sự giáo hóa hữu tình làm vui vậy. Nghĩa là tùy theo chỗ ưa muốn mà phương tiện khéo léo chuyển trao pháp môn giúp họ được an lạc. Nếu siêng tu pháp lành thì mau hết phiền não, không thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Thế nên Bồ Tát quan sát sanh tử, nhiều sự khổ não khởi tâm đại bi, chẳng bỏ hữu tình, thành tựu bản nguyện. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát đủ sức phương tiện ở lâu trong sanh tử, thấy được vô lượng vô biên đức Như Lai, nghe và lãnh thọ vô lượng vô biên chánh pháp, giáo hóa và dẫn dắt vô lượng vô biên hữu tình. Thế nên vì việc này mà Bồ Tát chẳng nhàm chán sanh tử, không ưa thích niết bàn. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi quán sanh tử mà khởi lên sự chán sợ, ưa vui niết bàn thì sẽ rơi vào phi đạo, không thể làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, không thông suốt cảnh giới mầu nhiệm của Như Lai. Thế nào là phi đạo? Là ưa thanh văn và bậc độc giác. Đối với các loài hữu tình không có tâm đại bi. Vì sao? Vì đạo mà thanh văn và độc giác hành trì chẳng phải đạo của các đại Bồ Tát. Vì sao? Vì thanh văn và độc giác chán sợ sanh tử, ưa vui với niết bàn, không thể đầy đủ phước đức trí tuệ vì nghĩa này, nên chẳng phải đạo Bồ Tát. Khi ấy Phật Đa Văn liền khen ngợi tinh tấn lực. Hay thay, như lời ông nói, các đại Bồ Tát nên tu tự hành chứ tu tập theo phi đạo, tinh tấn lực thưa. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại Bồ Tát đã tu đạo tự hành? Phật Đa Văn nói, Bồ Tát thành tựu tất cả phước tuệ vì sức đại bi không bỏ hữu tình, xa vỉa thanh văn và bậc độc giác, được đắc vô sanh nhẫn nhưng chẳng bỏ ba cõi, không có sự hy vọng sanh trưởng căn lành, dùng phương tiện thiện xảo tu hành tất cả ba la mật đa, dùng sức trí tuệ không có tâm phân biệt sanh trưởng căn lành, thành tựu tận trí được vô lượng công đức. Dù biết các pháp, không có một pháp nào tự nó có thể sanh, chỉ phương tiện hiện sanh. Dù biết hữu tình, không có một hữu tình nào là thật có mà vẫn phương tiện giáo hóa. Biết tất cả pháp đều lìa tự tánh, quán các cõi Phật đều như hư không, nhưng thường dùng phương tiện khéo léo nghiêm tịnh cõi Phật. Biết tất cả pháp thân Phật không có hình dáng, nhưng phương tiện thị hiện tướng hảo trang nghiêm. Tùy theo tâm các hữu tình ưa thích điều gì, liền phương tiện mà trao cho họ. Thân tâm Bồ Tát tuy thường vắng lặng nhưng vẫn thuyết pháp giáo hóa hữu tình, cũng dùng phương tiện thiện xảo xa lìa sự ồn náo, tu các thiền định, biết tự tánh không nhưng thông suốt được tất cả trí tuệ sâu xa, dùng phương tiện thuyết pháp cho người khác, không chứng quả thanh văn độc giác thừa, mà siêng năng cầu chứng được quả giải thoát của Như Lai, chẳng bỏ tất cả đạo hạnh của Bồ Tát. Thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát đã tự hành đạo của mình. Mạn thù thất lợi khi tinh tấn lực theo Như Lai, để nghe nói về cảnh giới mà Bồ Tát đã tu hành, chứng được là chưa từng có, liền vội vàng thưa với Phật Đa Văn. Bạch Thế Tôn, thật hiếm có, như con hiểu ý lời Phật nói, là Bồ Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo, quán tất cả pháp đều là đạo quả, ví như hư không dung chứa các sắc, như vậy Bồ Tát đầy đủ phương tiện lớn, sự hành đạo thâu nhiếp tất cả pháp, lại như hư không, tất cả cỏ cây hoa quả đều nhờ vào đó mà sanh trưởng, như vậy các cây cối đối với cõi hư không không thể làm nhiễm hoặc làm tịnh, chẳng làm giận làm vui. Đại Bồ Tát này đầy đủ phương tiện lớn là bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên quán tất cả pháp đều là đạo, nghĩa là pháp của phàm phu, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã thông suốt rồi, ví như lửa mạnh nếu gặp cỏ cây, tất không lùi lại, các cây cỏ này đều thuận theo, càng làm cho ngọn lửa cháy mạnh thêm. Cũng vậy, các pháp hoàn toàn thuận theo đạo của Bồ Tát, nên gọi là Bồ Tát đạo. Thí như kim cương, thể chất nó rắn chắc, dao không thể chặt gãy, lửa không thể đốt cháy, nước không thể thối rửa, độc không thể hại. Cũng vậy, với phương tiện trí tuệ của Bồ Tát, thành văn độc giác, các ngoại đạo và tất cả phiền não không thể nào làm tổn hại được, như ngọc thủy thanh, có thể làm trong nước đục. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu của Bồ Tát có thể làm cho tất cả phiền não của hữu tình đều được thanh tịnh, ví như thuốc tốt, diệu bảo thần châu không thể ở chung với chất độc, có khả năng làm tiêu hết các chất độc.
Cũng vậy, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng ở chung với tất cả phiền não, mà có thể đoạn diệt tất cả phiền não. Nhân duyên các pháp như vậy đều là đạo của Đại Bồ Tát. Mạn thủ thất lợi khi tinh tấn lực nói về pháp này, 8 vạn Bồ Tát đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, 200 Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn. Mạn thủ thất lợi tinh tấn lực kia chính là thiên vương tối thắng ngày nay. Bấy giờ Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được sức kiên cố hộ trì chánh pháp? Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, đại Bồ Tát nào thà bỏ thân mạng chứ không bỏ chánh pháp, khiêm nhường với mọi người, không sanh kiêu mạn, nhẫn nại với cư sĩ,